Dạ con kính chào hai sư. Hai sư cho con hỏi về việc uống rượu và mạng xã hội. Người uống rượu đã có tội mà người đó còn chụp hình đăng lên mạng xã hội để chủ trương cho việc uống rượu và thể hiện sự vui thích trong việc uống rượu, thì người đó có những tội gì thêm ngoài việc uống rượu khi lan truyền trên mạng xã hội vậy ạ? Ở Tăng Chi Bộ Kinh á, thì có chương hai pháp Đức Thế Tôn nói có hai hạng người này các tỳ kheo, là hạng người ác và hạng người hơn cả người ác. Hạng người ác á, là hạng người tự họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là hạng người ác. Còn hạng người hơn cả người ác là hạng người chẳng những bản thân họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà họ còn khuyến khích người khác sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cho nên á, là khi chúng ta đã uống rượu mà chúng ta còn chụp hình đăng lên trên mạng xã hội hoặc những thứ đại loại tương tự như thế để tuyên dương cổ súy cho việc uống rượu thì người ấy là hạng người còn hơn cả người ác. Mà người ác là người đi địa ngục thì còn hơn cả người ác, thì quý vị biết là mình đi xuống địa ngục nó rất là lâu xa ha. Cho nên qua câu hỏi này cũng là một lời cảnh tỉnh để nhắc nhở quý vị, mình nếu có làm ác, có làm bậy thì làm một mình thôi, đừng rủ người khác làm chung và cũng đừng khoe khoang điều đó hoặc kêu gọi người khác làm. Và câu hỏi này cũng không có gì nên chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.